Ok, xin chào anh em nha. Rất vui vì đã quay trở lại với kênh video của mình. Trong video hôm nay thì mình sẽ làm về con game Allegiant nha mọi người ha. Hôm nay có cái event tăng ký đặc chủng của xã này. Thì mình sẽ bắt đầu mình bung. Thì giờ gần đây nó ra những con kiến mới đấy. Mà có mắc cười một cái là cái con mình chơi xạ thì cái con xạ con kiến nhung á thì nó lại không ra trong cái event này mà nó lại ra trong cái gốc cây đấy, nên nhiều anh em cũng hay rất là la làng lên về việc có con kiến nhung này. Thì mình thấy thực chất thì nó sẽ cũng không có quan trọng hoặc là không ảnh hưởng nhiều lắm đó anh em, tại vì con đó mà mọi người muốn mạnh đó thì mọi người phải lên rất là lâu, rất là nhiều. Thay vì đó thì mình cứ chấp nhận đi, cứ từ từ rồi mình lên. Đấy, trong giai đoạn đó thì mình cứ lên những cái con trước kia mình vẫn chưa max sao mà. Nhiều anh em chắc chắn là chưa thể nào max sao được con đầu cưa vàng và con Chachi này đâu. Đấy, những con này con là cũng có búp tầm xa mà anh em. Đấy, nên cứ từ từ mà chơi, cứ bình tĩnh nha anh em. Đấy, mình không có việc gì mình phải vội vàng cả. Từ từ mình lấy thôi. Kiên đỏ mà. Đấy, từ từ mà mình lấy thôi. Kiến đỏ thì mình cũng khó nuôi chứ không phải là dễ nuôi, nên mình cứ từ từ mình chơi, không có việc gì mình vội vã mình rao bán ạt kìa đó nha anh em. Đấy, ok, thì bây giờ mình sẽ bắt đầu bung nha. Đấy. Thì đầu tiên thì mình sẽ nhận về cái hang tối này. Hang tối là mình đã tích được chỗ này là 80 mảnh kiến ảo giác nè. Đấy, rồi mình đổi thêm ở đây 10 mảnh này. Đấy. Đấy. Rồi tiếp theo là mình sẽ mình còn tích ở đây nữa, mình còn tích ở Viễn Chinh nữa. Đấy, Viễn Chinh thì mình đang tích ở cái ải 500 này. Đấy, 20 con. Đấy. Để mình xếp tướng để mình ăn cái ải Viễn Chinh này nha anh em. Cái con đó thấy gì mà nó né kinh lắm ấy. Nó né nên mình phải kiếm những con nào mà có skill né thì mình mới chơi được cái con đó thôi. Đấy, ok, 5. Đấy, 20 mảnh nha anh em ha. Đấy, 20 mảnh. Vô hàng này trước kia là mình chơi cận xong sau đó mình là build ngược lại về xạ nên nó mình thọt rất là nhiều. Đấy, mình thọt kiến, mình thọt sao này nọ rất là nhiều. Đấy, trước kia là mình chơi cận nè, mọi người thấy không, mấy con cận của mình nè. Đấy, có cái thừa đỏ cận luôn nè. Đấy, tầng sau cái con này mình sắp còn 100, tầng 160 mảnh nữa mới lên 7 sao. Đấy, gai cam mình đã lên 7 sao rồi. Gai cam là con chấn phái của hệ xạ mình đã lên rồi. Đấy, ok, bây giờ thì mình sẽ tiếp tục là mình ấp trứng nha. Đấy. Anh em nào có nhu cầu đọc game bảo hành chiết khấu từ 20 đến 25% tùy vào giai đoạn thì có thể liên hệ mình qua số Zalo 0888249968 nha anh em. Đấy, bảo hành bệnh viện tất cả các gói nạp cho anh em mình. Thì độ uy tín của mình thì mọi người có thể check trên cái diễn đàn. Đấy, mình nạp cho rất là nhiều active server nha anh em. Nên anh em yên tâm về việc bảo hành của bên mình. Nạp thì mọi người liên kết tài khoản Facebook hoặc là Game Center, sau đó gửi thông tin qua cho mình nạp thôi. Nạp muốn nạp chiếc cấu thì chắc chắn là mình phải nạp của đăng nhập qua App Store mình nạp mới được. Đấy, thì chắc chắn là phải đưa thông tin nạp để mình vào nạp nha anh em. Còn ai mà nói nạp chiếc khấu mà không cần gửi ạc vào nạp là chắc chắn là lừa đảo, nên em cẩn thận mấy vấn đề đó. Chỉ khi nào mà mọi người nạp web, nạp qua nhưng mà nạp web thì chiếc khấu từ 5 đến 7% thôi. Đấy, nạp web thì nạp qua iPay từ 5 đến 7%, còn mình nạp qua Visa, mình nhập thẻ từ Mỹ về thì cái giá của nó thấp hơn. Do hiện tại là Việt Nam chưa bán cái thẻ của iTunes gift card thôi, của Apple thôi, nhưng mà tương lai là tầm 1-2 năm nữa thì nó sẽ mở bán, thì lúc đó mọi người sẽ hiểu rõ được cái hình thức nạp của mình nhiều hơn. Tại vì Apple nó vừa đặt mở cái trụ sở tại Việt Nam hồi giữa tháng 5 này, thì chắc đầu năm sau là nó sẽ bán gift card của iTunes thôi, thì lúc đó mọi người sẽ hiểu được cái cách nạp như mình. Đấy,
tại giờ hiện tại là Việt Nam nó chưa có bán nên mình phải nhập từ Mỹ về. Đấy, thì mọi người chưa có tiếp xúc nhiều nên mọi người chưa biết được cái hình thức nạp đó. Đấy. Nhưng mà bên quốc tế thì nó rất là phổ biến nha, nó là cách nạp chính rồi, không nạp chính rồi. Đây mình đang mở hết những cái trứng của mình. Đấy, anh em nào mà những anh em mà họ đu kiến mạnh nhất thì họ sẽ tích này lại, còn mình là mình chơi xạo, mình không chơi kiến mạnh nhất nên mình cứ dồn vào hết cho cái việc mà mình chơi event xạ thôi. Đấy. Mình tí nữa mình còn mở trứng nữa, nhưng mà hiện trước mắt là mình sẽ trứng tím thì mình full hết rồi. Đấy, trứng tím mình full hết rồi, mình cứ nhận là tí nữa mình đổi mảnh thôi. Để mình đang lên nốt cho cái con kiến lưỡi liềm, mình đang lên nốt cho con kiến lưỡi liềm cho nó lên 7 sao nha anh em. Đó. Rồi cứ kế tiếp là lên kiến ánh sáng. Mình build những con quân đội. Những con đội quân thì nó sẽ tấn công nó hơi yếu, nhưng mà thủ nhà nó sẽ mạnh hơn. Thủ nhà sẽ là mạnh hơn. Với lại hệ nào nó chơi cũng được mọi người, nó chơi nó búp trực tiếp và tấn công đội quân nha. Đấy. Nhưng mọi người cứ để ý là những ngạc nào mà nó chơi thiên về tấn công đội quân thì nó rất là trâu quá, nó rất là dai nha, thủ nhà rất là dai. Đấy. Bây giờ để mình đổi hết mình những cái mảnh tím này đi, rồi mình sẽ đi tiến hành là mình đổi những cái mảnh trong kia, rồi mình coi còn thiếu cái gì thì mình sẽ đổi những cái mảnh đó. Đổi mảnh thì mọi người sẽ không được điểm điểm sự kiện đâu nha anh em. Đấy. Đổi mảnh thì sẽ không được những sự kiện. Và đổi cái mảnh vàng này nè, mảnh mảnh vàng đăng ký được chuẩn truyền tuyết này nè. Lúc mà mọi người nhận nhận về kho rồi, mọi người cũng sẽ không nhận được điểm sự kiện nữa. Nó tính từ lúc nhận nhận cái đó về kho thì nó mới được điểm sự kiện nha. Còn còn lại là không được. À, mình còn thiếu 7 mảnh kiến lưỡi liềm. Đây 7 mảnh. Đây, còn nhiều mình sẽ đổi cho gai cam. Gai cam này thì mình đang chuẩn bị up với gai cam lên 8 sao. Acc này thì không phải acc vô vô, acc này thì mình để test game ha. Những cái tính năng mới mình hay đem acc này ra test nên 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 con acc này nó sẽ thọt nhiều so với những con acc mà mình build. Đấy. Acc test game thì bao giờ thì nó cũng sẽ thọt mọi người, tại vì tính năng mới ra bao giờ thì nó cũng sẽ đem nó ra làm mồi nhử. Đem con acc ra làm mồi để mình test, để mình biết tính năng thôi. Đấy. Ok, bây giờ là mình con này đã lên 7 sao rồi. 7 sao. Mình vẫn chưa có cái thừa nha, mình vẫn chưa ra cái thừa con đó. Hạt này mài cái thừa xui lắm mọi người. Đấy. Bây giờ mình sẽ mở trứng vàng. Đấy, mở hết trứng vàng để mình đổi cho con kiến ánh sáng. Kiến ánh sáng mình sẽ đắp tiếp cho con kiến ánh sáng lên 7 sao. Đấy. Đây mình sẽ cho mọi người xem đội hình chính của con ạc này thiên về xạ nha. Xạ thì nó sẽ đi hang hết thọt hiện tại. Đấy, đội hình chính là mình hiện đang đang chơi đội hình này. Đây, mình đang sắp tới sẽ cho cái con đầu kiến đầu cửa vàng thì mình phải đua top mới có rồi. Đấy, kiến sáng thì mình đổi được. Đấy, sức chinh vậy sao đi được hang 39 thôi mọi người. Nếu như mình nếu cục búp thì tóc nó sẽ đi được hang tầm 40, nhưng mà xạ thì nó sẽ thọt từ 1 đến 2 hang nha. Đấy, mình đang cho con kiến ảo giác nó lên 6 sao. Mình có cái con sử thi nè. Đấy, sử thi 6 sao khá là ngon, nhưng mà con này nó sẽ búp về đội quân tập kết nha mọi người ha, búp đội quân tập kết chứ nó không búp cho cái con ạt của mình. Khi nào mình tập kết thì nó mới búp thôi. Nói chung cũng khá là ngon. Đây, mình sẽ để xem coi top bao nhiêu rồi. Top 2%. 2% là được có 10 mảnh rồi mọi người. 2% là được 10 mảnh. Đây kiến sừng to nè. Ở đây có con kiến mới nè. Kiến mới thiên tóc. Mình không có chơi tóc nhưng mà mình cứ nhận đại để mình để dành. Mình cứ nhận mình để dành. Sau này cần thì mình chơi. Đây. Những cái event có mảnh là mình tích lại hết, mình tích lại hết để đợi ngày hôm nay mình mở nè.
nhiều anh em than rằng chơi chơi xả thì nó bị thọt nó bị thọt hơn và bị nép hơn, nhưng cũng đúng thôi, tại vì T11 thì xả rất là mạnh. Đấy. Thì có thể trị được những người chơi nhà giàu như là chơi lính tốc hành, nhưng mà lên T12 thì gặp mấy thì cận nó rất là vô đối nên xả nó bị ăn hành lại thôi anh em. Đấy, nó là chuyện bình thường. Còn chơi thì mình cứ từ từ mình chơi, không có gì mình phải vội vàng cả, mình từ từ mình chơi thôi. Đấy. Kiến mát sao 8 sao, không biết sau này nó mở lên 10 sao hay không này kia thì mình không thể nào mình biết được. Đấy, mình cứ từ từ mình chơi. Không có việc gì mình phải lên group Facebook mọi người nhắn tin than với mình rất là nhiều. Chắc anh nghỉ chơi game quá em ơi, xạ chơi xạ mà nó không ra kiến này nọ. Thôi, nên anh em cứ bình tĩnh, từ từ mà anh em chơi ha. Từ từ mà mình chơi, mình không có gì mình phải vội cả. Đấy, mình bung hết hiện tại là mình mới vào top trước 5% thôi. Đấy, mình đang nghiên cứu xem mình có làm thêm cái gì để mà mình lên được kiến lên được 10% hay không. Thợ mộc này, rồi phấn hoa này, đâu phấn hoa rồi. À tí nữa 11 giờ mình đi nắm này, 11 giờ mình đi nắm, mình kiếm thêm vài mảnh vạn năng nữa. Đấy. Nắm là mình để tới ngày cuối hôm nay ra cái event xã, ra cái event mà mảnh kiến mà mình mới đi á. Tại vì mình đi thì mình sẽ nhận được những cái phần thưởng mảnh vạn năng nè anh em. Đấy, mảnh vạn năng này. Đấy, thì mình sẽ được cộng thêm điểm nha. Còn ngạc mình đang ở 34. Level 34 mình đang cày mảnh vạn năng, mình không có lên 35. Đấy, mình không có lên 35. Mình đang cày vẫn vạn năng cho cái con kiến mấy con kiến kiến quân sự, rồi sau đó mình mới mới lên 35 sao. Tại vì lên 35 mình phải gặp những từ ông 35 đến 40 đi nắm rất là khó. Mình đang ở 34 là cấp cao nhất của cái map nắm rồi. Đấy, nên mình ở đây mình cày cũng giống như những anh em ở cấp 29, mình cày cày nắm thôi. Đấy, mình cày từ từ. Đấy, để mình xem nghiên cứu xem mình còn lên được cái gì nữa hay không. Đấy, giờ mở rương này thì phí. Rương này thì rất là phí. Ở đây mình có khoảng gần 200 rương nè. Đấy, nhưng mà mình để lại để ngày mai ra cái event cường hóa trang bị mình mới mở sau. Đấy, mở hiện tại nó phí cả option, nó phí cả đá nên mình không có mở. Để xem mình còn cái gì nữa ta. À, nãy nói đổi phấn hoa mà chưa đổi nè. Đây là phấn hoa 5 mảnh nữa. Đấy. Để xem top bao nhiêu phần trăm rồi. Chắc phải dừng ở 5% thôi anh em ơi. Dừng ở 5% thôi. Ok, cảm ơn mọi người đã xem xong video này của mình nha. Thì thực chất là game Allegiant dạo này nó không có nhiều event mới nên mình cũng không có nhiều chủ đề để làm cho anh em xem. Đấy, anh em nào mà cần mình làm những chủ đề gì á thì anh em có thể comment ở bên dưới video nha. Đấy, để mà mình làm cho anh em xem. Chứ thực chất là con game này mình đã ra gần 100 video rồi. Tất cả những gì cần nói mình đã nói hết rồi. Đấy, thì hiện tại là mình không có gì mới để mình nói thêm cho mọi người cả. Đấy, còn về việc review ạc thì mình không thể nào review được anh em, tại vì không ai muốn lộ ạc thông tin lộ ạc của mình cả, nên mọi người cũng thông cảm vấn đề đó. Còn mọi người muốn coi búp thì mọi người lên bảng xếp hạng, mọi người so sánh, mọi người thấy rồi. Đấy, còn anh em bảo mình vào ạc từng ạc để mình soi ạc để cho mọi người xem thì khó lắm, mình không thể khó được. Đấy, tại vì ạc nạp vài tỷ thì người ta cũng không, anh em top họ cũng không có muốn mọi người biết quá nhiều về con ạc. Đấy, tại vì bị nhiều người càng biết thì mình sẽ càng gặp nhiều bất lợi cho vấn đề đánh nhau đánh top này nọ thì nó sẽ ảnh hưởng rất là nhiều. Đấy, đua top rất là ảnh hưởng rất là nhiều nên anh em thông cảm ha. Ok, hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo nha.